tiêm vaccine nhiều vậy? Qua xong về chị ơi em dương tính rồi là thôi luôn. Chị bị Covid chưa gì Hoài? Chưa. Chưa. Tiêu không? Sơ ba chị mày định mà em. Hả? Em bị rồi chứ nó không bị gì Hoài. Nó bật âm tính mà nó có dương tính đâu. Chị bị nhưng mà chị, nó test nó không ra hiểu không? Chị vẫn bị mất mùi. Chị bị đỏ mắt. Nhưng mà chị test thì nó vẫn âm tính. Nên là chị không biết là chị bị hay là chưa. Có người hành dữ lắm ấy. Hả? Có người hành. Ừ. Nhiều người thì họ thấy họ mệt chỗ này họ kia đồ mà. Chắc cái ấy nó ít quá ấy. Cái nồng độ nó nhẹ à. Chị cũng không biết là chị bị hay là chưa luôn. Chưa test dương tính lần nào hết. Anh của em thì bị nành, còn em thì em đi nhong nhong. Nè, bị Covid mà đi nhong nhong nữa. Thế là không, nó không có bệnh nành gì đó. Mình ăn uống bình thường nhá. Còn anh em thôi á, nằm ly bì nằm từ sáng đến tối đến sáng luôn. Gây vậy? Ừ, sốt vậy á. Bị hầu đầu tháng 1 á. Ừ. Đầu tháng 1 đi xong bị. Đi đâu về bị? Đi làm có cái anh kia. Anh bị sốt rồi xong cái chủ quan á. Ừ. Xong lây hết luôn. Bị quy cái công ty luôn hả? Bị sốt mà còn không ấy thì thôi chứ. Vẫn mình nghĩ mình bất tử hả? Trong ai cũng dính hết. Ai cũng bị F0 hết. Ông nói bị nói gì không? Không. Chủ quan quá mà. Ừ. Bị một tầng luôn. Xong lây hết luôn rồi. Thấy anh vậy á, xong ra mua về test thử. Test anh dính xong cái 3 ngày sau dính hết công ty luôn. Đi nhanh thiệt chứ. Rồi tiếp xúc một tí nó đã bị rồi, không chi về đây chứ tiếp xúc hàng ngày. Tiếp xúc hàng ngày thì khỏe cơ nào thì nó cũng gục thôi em. À, rồi cũng sẽ bị thôi. Xong rồi công ty đóng cửa à? Đúng rồi. Cái công ty em bán qua mạng chứ đâu có bán trực tiếp đâu mà. Có bán trực tiếp mà chị. Uh-huh. Ừ. Ai muốn đến thì đến, lấy đến mua. Có ai mua không?
tiêu chày em sống mà nguyên một kho vậy, nó kêu kho gì nó không có đó. Chỉ mua gì đó mỹ phẩm, nước hoa, son hay quần áo hay túi xách hay gì dép gì nó có đó, mà muốn bán cái gì thôi. Ví da nịch đồ này kia gì nó có chứ, đúng đa cấp luôn đó này, có vàng đồ này kia luôn, cái gì nó không có. Bán trang sức luôn, chúng muốn bán cái gì, nghĩa là muốn bán gì là có cái đem bán à. Bữa hôm lớp mình thấy kênh TikTok của chị ấy. Khiếp. Kênh gì mà khiếp? Kênh TikTok nó ra tiền. Follow chưa? Follow mới thấy chị. Follow nó lại thấy chị. Có video 1 triệu mấy được còn luôn, khiếp thiệt. Trời ơi, bây giờ 4 triệu mấy trở hơn 5 triệu rồi cơ cưng. Nhanh thiệt. Không mắc cái vụn chỗ cái lỗ mũi. Đâu phải tụi mũi đâu. Ngay chỗ dưới chỗ mũi đó. Có cái tai mà. Cái triệu view cơ mà. Ừ. Xem lúc nào. Xem qua kia gì ở đây nè, nằm dưới mép mũi chỗ đây nè. Cái lỗ tai đó, đó ơi. Lỗ tai hả? Ừ. Ai à, ta giống mép mũi quá. Khiếp. Ông làm như ông không có ấy. Thì em thấy hả? Hồi xưa hình như em có cái cục cái tai tao đụng gì nữa. Đúng rồi. Em nhìn tưởng là lỗ mũi. Cái mép lỗ mũi. Dưới cái lỗ tai của người ta. Hạnh ơi, lấy cái bông nhúng nước Hạnh ơi. Có một đợt em qua đây là đợt ít mụn nên là em đã bị Covid chưa? Đợt nào chị? Có cái đợt... Đợt em chạy qua lần đầu tiên rồi. Em bị trước rồi mà. Bị luôn rồi. Đó, lúc đấy đã bị rồi đúng không? Đúng rồi. Lúc đấy đâu có mụn đâu. Không, kiểu uống thuốc xong mới vài ngày sau, tuần sau nó mới nổi lên. Là người em á. Là người. Hãy ơi, nói trong người muốn mụn cũng xùm. Nổi cục đỏ 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 vậy. Cái dằn tay vậy. Mà giờ lưng cũng bị luôn hả? Ồ, nhiều lắm vậy. Mà đau á. Cục đỏ 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 vậy. Nó không có giờ đau nó bị hả? Ừ. Nhưng mà nó đỡ hơn phần. Nó tự lên, tự lành hay gì. Sao nó thâm đen cho coi. Tự lên, tự làm là. Bó tay. Mỹ có biết em có uống thuốc không? Có chứ. Xong mũi lùm ra. Em không có triệu chứng đâu cần uống thuốc đâu. Triệu chứng thì có, em thấy đau đầu mà. Đau đầu không có gì hết. Đau đầu hả? Ừ. Mỗi chị cũng bị đau đầu, tự nhiên bị đau đầu. Chị bút cái hình là đòn vô cái đòn xong luôn. Hết luôn. Nó chưa kịp xuất hiện rồi diệt bà.
Chào Trúc nha ơi. Good. Cho cái bao tay này, rách bà cho hai cái đi. Mày cứng quá. Cái này nó đâu có xi nhê gì như hồi xưa em bị đâu nhỉ? Trước hả chị? Ừ. Trước cũng phải không hả? Rồi sao? Hồi đó bị nhiều đó. Hồi mới đến ấy. Hồi mới đến như cây lúa đó mà. À mạnh luôn hả? Về như cây lúa mà chị nói. Không có chỗ nào mà không có. Ừ. Lúc đó anh nghĩa kêu đi cũng cũng đâu đi. Không cũng đâu đi. Thì ông nghĩa ông kêu đi xong rồi mới đi gì? Ừ. Nghĩa cũng mất tích luôn rồi. Nghĩa mở chi nhánh dưới kia đi thôi mà. Chứ những bình thường gì dưới kia. Lý thằng Nghĩa làm chỗ khác hả? Không làm ngoài này. Đó là anh Nghĩa anh lấy vợ, vợ là em của chủ á. Ghê vậy? Ừ. Cua luôn em chủ luôn. Em của chủ á, xong cái cấp cho cái chi nhánh dưới đó làm dưới đó luôn. Ủa Nghĩa lấy vợ luôn hả? Lấy luôn hả? Lâu chưa? Lâu rồi. Ừ. Không nhờ đó chị ăn mất tiền thì cũng làm gì biết. Đúng rồi. Để ăn mà quên luôn tiền. Thật luôn á. Chị ăn giờ để đâu vật đấy, để đâu quên đấy à? Sao thì tiền lớn vậy mà quên hay. Nhớ không nhớ cũng... không biết là mất tiền luôn ấy.
ngày hôm đấy đâu nhớ đâu, đến sau ngày mai, đến khi ngày mai đi tìm 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 lấy tiền làm gì ấy, lúc đấy mới biết là mất tiền đấy. Lúc đó kêu còn lấy tiền đi ăn đi nhậu chi. Cũng đâu có biết đâu, đâu có biết mất đâu, đâu biết mất đâu đâu. Sao mới chụp được lên hỏi. Cầm số tiền lớn quá mà biếu. Bên đây hình như 2 mấy triệu, 2 mấy hay 3 mấy gì. Thay cứ thay cục tiền mà thay lớn rồi. Không, lúc đấy mới mất số tiền đấy chứ chả có chẳng mở xe ba được đâu. Có số vốn mà đưa mất mất. Nhưng số bạn số không mất của ai gì ấy. Ai mất thì mất chứ bà có mất đâu mà. Giống như chị Quyên mất điện thoại thì mất chứ bà mà đâu có mất đâu. Chứ là đấy mất điện thoại mà không mất iPad thì coi như chị quên xui đến cửa nào luôn. Bữa nay không đi làm mà nghe. Có thêm tiền. Làm xong chạy qua nhé, nghỉ trưa em chạy qua đó vậy. Nghỉ trưa hả? Ừ. Nghỉ trưa đến mấy giờ? Nghỉ 1 rưỡi. Hả? 1 rưỡi. Xong chạy qua làm. Chứ đâu có thời gian đâu. Ok, dạo này công việc bận bịu quá hè. Bận bịu từ lúc giờ. Từ khi em vô làm tới giờ. Chứ có đi học nào không? Không. Nghỉ học luôn à? Đúng rồi. Bỏ nghề luôn hả? Bỏ nghề. Anh em mình cũng đâu có làm nghề đấy đâu đúng không? Đúng rồi. Ai dẫn dắt em vô con đường đấy vậy? Anh em. Đâu phải cái ông lấy vợ đâu đúng không? Anh lấy vợ cho anh nào? Ông này ông lấy vợ đấy hả? Đúng rồi. Anh em sinh năm bao nhiêu vậy? À. Ông lấy vợ đấy. 98. Ủa, thằng nhóc mà bị suýt chết đuối đó nó có để gì chứng gì không? Không gì. Bình thường đúng không? Ừ. Nó hên hơn chứ. Hên hơn. Chút nữa không thấy mặt nhiều luôn. Ừ. Để cứu được đúng chỗ ba đời luôn á. Đỡ dữ lắm luôn á. Khi thì mình nghe đến hồn bố mẹ nghe thôi chút xíu luôn. Ừ. Mấy tuổi ta? Đây học 6 rồi. Ừ. Mà lúc đấy ai vớt được nó lên? Bạn của bố. Bạn của bố làm rẫy dưới đó. Ừ. Gần nhà. Cứ bạn áp bạn chết thăng luôn. Ừ. Chú tên Tấn. Coi như là bố thứ 2 luôn này đó.
xong vớt cái lên thú lại được cuộc đời rồi chắc là không là tiêu luôn. Nó chìm mà nó uống nước nhiều quá nó chìm mà nó ngưng thở rồi. Chút nữa không thấy đó. Đây là giống như đánh nhau với thần chết để cứu nó về luôn đấy như này. Mà chỉ hiếm mà như vậy mà sống được lắm. Dớt lên xong mới chút ngược nó xuống. Chút ngược nó xuống xong nước lòi ra xong nó tỉnh rồi chở đi bác sĩ. Đối diện với thần chết rồi đó. Chắc khiếp ba đời luôn á. Không biết dám xuống nước nào. Nó tỉnh dậy nó không, nó kêu tập cho nó đi bơi kìa. Ủa dê vậy? Nó nói vậy đó. Tập nó bơi đi. Chị hồi xưa giờ bị, chị bị suýt chết đuối một lần, giờ chị đâu dám xuống nước đâu. Không dám tập bơi luôn. Nó ngợp á. Hồi nhỏ nghịch đấy, đi tắm ao tắm hồ đấy, rớt một phát xuống dưới nước luôn. Mình có tắm đâu. Cái suối đó là nhiều người chết lắm rồi, chỗ mà thằng em sắp chết đó, nhiều người chết lắm rồi. Nó không sâu mấy đâu nhưng mà nhiều người chết lắm. Thì giống như nó kéo xuống rồi, nói chung là ao hồ là sợ lắm. Hồi đấy chị mong có thằng bạn chị lần chị chết rồi đấy. Em sẽ chết mấy lần đó luôn. Chết. Kiểu là học đi học ở cơ sở mà cứ thứ năm là học 2 tiết á chị. Về sớm ra rủ ra tắm. Không còn lại biết bơi hết mà ra suối tắm. Như thiệt. Máu vậy. Sắp chết là thằng em họ kiểu là có bình nước mà mình hay uống 10.000 á, 12.000 á chị, bình xanh xanh á, cho nó lên nó ôm nhưng mà nó bị trôi ra giữa dòng nó lật mẹ quá. Xong nó chìm nghiêm xuống, kéo nó vô mà nó phi ra nó bám người em á, nó sắp chết nó luôn. Lúc đấy thì còn biết gì nữa đâu, bám được cái gì là bám à. Nó kẹt tay, nó ôm chân. Xong cái nó bị, xong cái nó đè em, nó kêu em uống mấy ngụm nước. Xong cái em đi vô. Hồi lúc đó chỉ còn hai chân cử động thôi, chứ cái tay hết cử động nó. Nó ôm cứng rồi. Nó ôm chật cứng rồi. Quán hồn luôn. Giờ biết bơi chưa? Em biết rồi chứ. Có khi nào sau này thằng em của em thành vận động viên bơi lội không? Chắc vậy quá. Phục thù quá. Cũng có mấy đứa bạn tốt quá mà. Em bị chìm cái đó, chạy giờ ngủ hết, trốn hết. Ủa? Vậy luôn á hả? Ừ. Cái đó còn nhỏ mà. Đúng rồi, thấy mắt hồn. Rồi làm sao mà ông kia ông thấy? Không biết cái đó khúc đó sao mà thấy được. Mà là ông cứu ra. Thần kỳ quá. Thì ông nhiên lúc đấy là sống một cách thần kỳ rồi nè.
Bộ mình khỏi bên em cũng mắc phết đấy gì nhỉ? Mắc. Nhiều người mua không? Nhiều lắm chị.
sống trong ừ nữa. Sang chân tâm lý rồi nó chạy. Cố lên xíu thì... Quay nè. Ai biết đâu, em kêu. Quay lại cho nó sáng đi. À. Thôi được rồi, như đó được rồi. Thôi chị.